Xin chào các bạn, mình là Eric, tiếp tục với series gọi là khóa học JavaScript căn bản. Thì trong video này, mình sẽ giúp các bạn giúp các bạn một cái cách để gọi là khi các bạn gặp lỗi, khi các bạn cần support, cũng như rằng là tài liệu của khóa học này các bạn có thể tìm kiếm ở đâu, đúng không? Thì ở đây thì trước khi gọi là biết được gọi là tài liệu tìm kiếm ở đâu ấy, thì điều đầu tiên ấy, các bạn có thể biết rằng channel của mình là hỏi dưới này đi, dĩ nhiên là vậy rồi. Thì ở đây thì các bạn lưu ý rằng là khóa học của chúng ta ấy, thì tương tự như cái khóa học full stack này của mình ấy, thì các bạn có thể tìm theo cái mục playlist nha. Thì các bạn lưu ý rằng là mỗi video ấy, thì mình sẽ tạo trong một cái playlist, thì mình sẽ đánh số thứ tự từ thăng 0 cho đến thăng n, thì đấy chính là cái trình tự các bạn theo dõi cái khóa học này nha. Rồi, đấy chính gọi là cái đầu tiên các bạn có thể biết được là trình tự các video nó ra như thế nào. Thì điều thứ hai ấy, thì các bạn biết rằng là nhiều bạn có thể không biết, tuy nhiên là mình có một cái GitHub ở đây các bạn này, mình sẽ gõ GitHub nha. Thì mình sẽ vào GitHub của mình. Thì các bạn yên tâm rằng là đối với khóa học này thì mình sẽ lưu trữ gọi là mình sẽ lưu trữ lại cái khóa học của chúng ta trên GitHub này, và mình sẽ public công khai. Thì ở đây thì mình sẽ tạo mỗi một khóa học của chúng ta nó sẽ là một cái branch, các bạn hình dung là một nhánh ấy. Thì lát nữa khi kết thúc video này, bởi vì rằng là mình chưa bắt đầu code đấy các bạn, thành ra rằng là mình chưa tạo cái Git repository trên này, tức là mình chưa hề tạo cái thư mục Git ở trên này. Thì tương tự các bạn có thể hình dung cho mình này, ví dụ mình vào một cái project nha, thì sau này thì các bạn có thể mỗi một cái video của mình chính là một cái brand thôi. Các bạn có thể gọi là các bạn sẽ click vào từng một cái nhánh ở đây để các bạn có thể xem được code nó như thế nào nha. Thì đấy gọi là cái đầu tiên, các bạn yên tâm rằng là mình sẽ tạo một cái GitHub cho các bạn nha. Rồi, thì cái đường link đến GitHub này mình để tại phần miêu tả của video nha, các bạn yên tâm rằng là các bạn sẽ tìm được cái GitHub này nha. Thì các bạn lưu ý một điều rằng GitHub của mình thì sẽ bắt đầu bằng chữ Harry Phạm Dev nha. Bạn nào mà gọi là bắt đầu từ một cái đường link khác thì các bạn lưu ý rằng đấy không phải là cái khóa học mình dạy các bạn nha. Ok chưa? Rồi, điều đầu tiên đấy chính là về GitHub. Và các bạn cũng lưu ý luôn cho mình là nói đến GitHub ở đây thì mình gọi là mình giả định rằng là các bạn đã làm quen với Git rồi nha. Để các bạn có thể gọi là biết cách kéo code về ấy. Bạn nào mà chưa biết về Git ấy, thì mình khuyên các bạn nên học qua về Git một chút. Thì ví dụ như cái khóa học full stack này của mình này, cái khóa học gọi là khóa học full stack SRN này, thì mình có vài cái video, ví dụ là từ video từ thăng 13 cho đến thăng 17 đến thăng 16 đấy các bạn này, đến thăng 15 ấy, tức là 3 video. Thì nó gọi là một cách rất chìa nhanh hướng dẫn các bạn cài đặt Git như thế nào này, làm sao để sử dụng GitHub, cũng như là làm sao để kéo code về, làm sao để đẩy code lên. Thì đấy gọi là một cái khá chi là nhanh ấy, giống như một cái tour nhanh các bạn học Git nha. Thì bạn nào chưa biết thì các bạn có thể xem cái series này, hoặc là các bạn gọi là again ấy, các bạn có thể tìm thấy cái gọi là những video này tại phần miêu tả video của mình thôi nha. Ok chưa? Rồi, đấy là điều đầu tiên các bạn sẽ cần phải chuẩn bị GitHub cho mình. Cái thứ hai mình nghĩ các bạn nên chuẩn bị đấy chính là Facebook. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà nói đến đây rằng là 99,99% các bạn có Facebook đúng không? Thì tại sao mình lại cần Facebook? Thì khi mà các bạn có lỗi thì dĩ nhiên rằng là đối với khóa học này thì hai cái này chính là nó sẽ support cho khóa học của chúng ta thôi. Ngoài ra rằng là ví dụ mình nói đây là về tài liệu khóa học thôi, thì thỉnh thoảng thì mình có dùng Facebook. Thì trước khi nói Facebook ấy, thì mình nghĩ rằng là khi các bạn gặp lỗi ấy, điều nhanh nhất các bạn có thể làm đấy chính là các bạn có thể comment ngay tại dưới video, thì mình có thể dễ dàng biết được rằng là các bạn đang làm tại phần nào, video nào, và các bạn đang gặp lỗi tại bước nào. Như vậy nó rõ ràng hơn. Mình làm series, các bạn biết rằng là cái series full stack này của mình nó đâu khoảng 100 bao nhiêu video ấy. Thì nhiều bạn gọi là xem video mấy video đầu tiên, tuy nhiên rằng lại comment cái video cuối cùng ấy các bạn, thành ra rằng là mình nghĩ rằng là nó hơi gọi là chúng ta không thuộc về nhau ấy. Thì như vậy thứ nhất rằng là rất khó theo dõi cho mình, gọi là mình không biết được là các bạn đang làm cái gì, các bạn gặp lỗi gì nha. Đấy gọi là cách đầu tiên các bạn có thể gọi là comment ngay bên dưới video của mình. Rồi, sau khi cách đầu tiên nhiều bạn có thể gọi là thích cách comment, nhiều bạn khác thì nói đến Facebook ấy, thì mình có một cái group đây các bạn này. Các bạn có thể nhấn vào cái group này nhá. Group của mình lập ra chính là Hỏi Dân IT. Hoặc là các bạn có thể liên hệ với mình trực tiếp qua hai fanpage nha. Chúng ta sẽ chat một một nha. Thì ở đây thì mình có hai fanpage. Fanpage đầu tiên chính là Hỏi IT. Các bạn có thể nhìn được link này. Và fanpage thứ hai chính là Harry Phạm Dev nha. Thì như đã giới thiệu thì các bạn biết rằng là mình gọi là mình chơi hai ngôn ngữ mà, mình chơi Anh và Việt luôn. Tức là mình có một channel khác có tên là Harry Phạm Dev, và các bạn biết rằng là mình làm lập trình viên. Tuy nhiên rằng là mình nghĩ rằng là số lập trình viên người Việt Nam gọi là chơi hai channel Anh Việt như mình thì nó khá là ít. Mình biết có nhiều channel nó còn mạnh hơn mình cơ, mình đã từng thấy rồi. Thì nếu bạn nào biết thì các bạn có thể chia sẻ cho mình biết nha, để mình có thể mở rộng kiến thức hơn, cũng như là mình học hỏi từ người ta thôi. Người ta làm được những gì thì mình khẳng định với các bạn rằng là 99% là mình có thể làm được giống người ta nha. Rồi,
Ở đây thì đây là chính là channel tiếng Anh của mình. Các bạn có thể nhấn vào gửi tin nhắn để các bạn gửi ở đây, hoặc là các bạn có thể vào channel tiếng Việt của mình. Hay nói khác rằng là cái fanpage tiếng Việt có tên là Hỏi IT nha các bạn. Các bạn có thể gần cái đường link là Ask IT with Eric nha. Thì mình dùng một cái tên tiếng Anh cho mình. Thì các bạn lưu ý rằng là trên channel của mình thì xuyên suốt toàn bộ channel của mình, thì các bạn lưu ý rằng là mình tên là Eric nha. Các bạn có thể tìm những cái tên Eric như thế này. Đấy là đối với channel tiếng Việt của mình nha. Thì mình sẽ cập nhật những thông tin trên này, hoặc là các bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp thôi. Thì tại sao mà các bạn có thể thấy rằng ở đây nó có nút là Edit Send Message? Bởi vì mình chính là cái admin của cái website này. Các bạn vào thì tương tự như website này, các bạn này, các bạn sẽ có một cái nút là Send Message nha. Các bạn có thể gửi trực tiếp tin nhắn cho mình. Rồi, cái option cuối cùng đây chính là Group Hỏi Dân IT với Eric này. Thì ý tưởng để lập cái group này thì ngày xưa ấy, mình chỉ support một thôi. Tuy nhiên rằng là mình nhận thấy rằng là thứ nhất rằng là mình không thường xuyên online thì các bạn biết rằng là mình đi làm full time mà. Thì có một bạn comment trên YouTube, các bạn mới gợi ý cho mình rằng là anh nên lập một cái group Facebook. Trước khi nói về group Facebook ấy, có bạn thì bảo mình nên lập Slack, tức là chúng ta làm channel trên Slack, hoặc là các bạn làm channel trên Discord ấy. Bạn nào chơi game thì chắc chắn biết Discord rồi. Cá nhân mình không chơi game. Tuy nhiên rằng là mình biết đến Discord bởi vì công ty của mình ấy, công ty cũ mình làm đấy các bạn ạ. Cái thời dịch Covid ấy, nó bắt bọn mình phải join channel trên Discord để điểm danh các bạn ạ. Đấy là chuyện buồn cười nha. Rồi, thì nói đến group này mình lập ra để làm gì? Thì như các bạn gợi ý cho mình ấy, thì mình hy vọng rằng cái group này chính là nơi các bạn có thể gọi là, các bạn ra group này, các bạn có thể gọi là, các bạn có vướng mắc gì, các bạn có thể lên đây đặt câu hỏi này. Thì mình nghĩ rằng là những cái người join cái group này gần như là 99% là những người gọi là follow cái series trên YouTube của mình ấy. Thì các bạn có thể join group này. Thì như mình nói rồi, mình luôn hy vọng các bạn có thể gọi là vào đây đặt câu hỏi, và những bạn cũ hay những bạn mới thì có thể gọi là trả lời giúp đỡ nhau. Thì như vậy các bạn gọi là những người đang cùng chí hướng đấy, thì nó sẽ giúp các bạn fix lỗi một cách nhanh hơn. Chứ còn các bạn gọi là, mình nghĩ rằng khi các bạn đã theo một cái gì đấy miễn phí ấy, thì bạn đừng có hy vọng rằng là người ta sẽ support các bạn đến cùng. Nếu mà các bạn trả tiền cho mình, đấy là một câu chuyện khác. Thì nói đến câu chuyện trả tiền ấy, bạn nào gọi là, chúng ta gọi là nên hào sảng đúng không các bạn? Bạn nào hào sảng ấy, thì mình có một cái đường link đây này. Bạn nào muốn donate cho mình, muốn mua cho mình một cốc cà phê, hay là mua cho mình gói mì tôm, hay là cái pizza ấy, nói như bọn nước ngoài thì nó hay gọi là mua coffee ở pizza. Còn Việt Nam mình thân thiện thì bạn nào muốn gọi là mua cho mình gói mì tôm hào hào cũng được. Thì các bạn có thể dùng Patreon như thế này, hoặc là các bạn có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho mình. Các bạn có thể tặng mình một cái thẻ điện thoại, hay là các bạn có thể chuyển khoản thì mình đều welcome nha. Thì dù ít hay nhiều ấy, thì mình đều gọi là trân trọng những cái gì các bạn gọi là ủng hộ mình. Thì đấy cũng là một động lực giúp cho mình có thể tạo thêm nhiều cái khóa học miễn phí cho các bạn thôi. Thì đấy, nói về cái phần donate nha. Thì quay lại với vấn đề chính, thì để tổng kết lại ấy, tài liệu các bạn cần cho khóa học này, thứ nhất rằng là các bạn sẽ chuẩn bị Git nha. Các bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản GitHub, thì mọi thông tin mình sẽ đẩy lên GitHub. Đấy chính là một cách giúp mình quản lý source code, cũng như là các bạn có thể theo dõi theo từng mỗi video. Khi kết thúc một video ấy, nếu bạn nào chạy lỗi thì các bạn có thể chạy lên GitHub, các bạn lấy code của mình chạy nha. Ngoài ra rằng là mình dùng Facebook nha, mình không dùng Twitter hay là mình không dùng Instagram nha các bạn. Các bạn học hành thì các bạn nên là gọi là rời xa hai cái kia ra. Thì Facebook thì ở đây thì mình có tạo group Facebook. Ngoài ra thì mình có fanpage Facebook cả tiếng Anh và tiếng Việt, các bạn có thể gửi tin nhắn đến đây, hoặc là các bạn cùng join group Facebook và các bạn cùng đặt câu hỏi trên đấy nha. Thì trên đây chính là gọi là những công cụ các bạn cần phải chuẩn bị, cũng như là khi các bạn gặp khó thì các bạn đã có những công cụ này rồi nha. Thì nếu như là các bạn có điều gì vướng mắc, cũng như là các bạn có câu hỏi gì, thì các bạn có thể comment bên dưới video cho mình biết nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.